bún chả chai em nobita bánh đa sữa đậu nành Pepsi sống hay chết trả lời mau. Hai ba hello xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Love Love Story. Mình là Hải. Mình là Sen. Mình là My đây. Yeah. À, hôm nay mình xin thông báo với các bạn một việc rất là quan trọng. Nếu mà các bạn nào chưa like và subscribe kênh channel của channel của bọn mình thì các bạn hãy làm luôn việc đấy đi nhé. Ok dưới bạn ạ. Đấy là dọn nạn của các bạn. Ấn subscribe kênh trước khi bắt đầu vào video nhá. Và vừa bấm nút hình chuông để có thể nhận được video sớm nhất của tụi mình. Nhận được thông báo chứ. Và ngày hôm nay ở ngoài trời đang ở tầm 42 độ, rất nóng. Và bọn mình quyết định là chả cơm thèm bún. Tại vì trời mùa hè lúc nào cũng kiểu thèm ăn bún cho mát ấy. Nên hôm nay bọn mình quyết định ăn bún chả. Bún chả ngon hay bún chả ngon? Bún chả ở đâu đấy? Anh gọi ở đâu? Đây là bún chả ở phố, mình cũng không biết nữa, cái mặt bên này nhá, tức là nó cùng một con đường như này. Phố nhưng mà Dương mặt bên này thì không, lại là Hồng Thái, còn mặt bên này thì lại là hàng bún. Thế là thì nó là ở giữa. Ngã. Không ạ, tức là nó là một cái con đường như này, nhưng ở bên này đường tên là Phạm Hồng Thái, còn bên này đường đúng cái hàng bún chả lại ăn theo cái mặt hàng bún ấy, thì nó lại là à, cái hàng nó giao. Cái hàng bún đấy là nó ở chỗ đoạn nó ở chỗ đoạn đường nhựa đúng không? Đoạn cua đúng không? Không. Đoạn cua mà. Bây giờ em cái hàng bún chả tên là gì? Chỉ cần lên qua đấy là nhìn thấy mà. 13 hàng bún. Ở 13 hàng bún. Nhưng mà lại buổi tối ở đấy bán lẩu Thái thì có cái biển là lẩu Thái Bình Seco, còn ban ngày là bán bún chả. Bún chả chay em. Seco chay em. Sao phải Nobita? Bánh đa sữa đậu nành. Nobita bánh đa. Nobita sao lại bánh đa sữa đậu nành? Chị thấy nó hợp. Pepsi. Pepsi sao đấy? Sống hay chết trả lời mau. Pepsi từ từ nhá. Bún chả sô cô la. Đâu bún chả. Bún chả. Chai em Nobita bánh đa sữa đậu nành. Pepsi sống hay chết trả lời mau. Đấy là cái gì đấy? Một bài mới. Em chế ơi. Em chế đấy. Vòng quanh sô la và thành bún chả chai em đấy. À. Đây là suất bún chả dành cho 5 người. Nhưng mà hiện tại giờ chỉ có 3 người ăn. Chả ấy, mình chỉ thích ăn chả miếng thôi. Nhưng mà chả bắp thủy sún bảo là mình chả bắp lợn ấy ngon hơn. Cho nên là chúng mình sẽ ăn cả hai. Đúng không? Ăn phải ăn chả lẫn chứ. Thật thôi, nói chung là bây giờ mình bắt đầu ăn nha. Ok mọi người. Đúng không? Không nước mắm mà em. Xa quá không với được. Thế thôi đừng ăn. Anh Huy ăn ớt được đúng không? Ừ, Hải là rất là chiều những người tên Huy. Ai Huy Hải cũng quý. Sao anh biết? Còn mấy miếng này. Ôi cái gì cũng biết, biết ít thôi nhá. Phim cho anh ớt, tôi để em tự lấy. Biết nhiều cũng tốt đâu. Biết nhiều thì chết. Đúng rồi. Ngày xưa ấy, có một lần em tâm sự với cả một con kiến, câu chuyện của em ấy. Ừ. Xong rồi em tâm sự xong em giết chết nó. Tại sao em giết chết nó? Tại vì nó đã biết nhiều quá nhiều. Tôi. Xin lỗi. Mình đang cố để tiếp thu câu chuyện. Câu chuyện quá ngắn. Mình là con kiến trong mình tự tử. Anh nghĩ câu chuyện nào cũng dài ạ? Ờ. Không, chuyện gì cũng dài. Ơ, một lần bọn em đi qua bể bơi, bạn em nó bảo là ngày xưa mẹ nó hay cho đi bơi. Ừ. Thế thôi á. Hết rồi, chị nghĩ câu chuyện nào cũng dài à? Xin mời mọi người. Ăn đi. Ăn. Anh không ăn à? Khó chứ, xa quá. Bún nè. Billy ơi thề luôn ý. Em ơi hãm sự. Này cho thêm bún. Ngon quá. Đấy, đầy bún cho. Ê bún à, thịt tự gắp nhá. Tưởng là bún tay. Bình thường ý, bún chả ấy, nếu mình ăn ở tại đấy thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà tại vì trời nắng quá nên là bọn mình quyết định gọi ship về. Tại vì từ hàng bún mà lên Trần Duy, từ Trần Duy lên hàng bún ăn thì cũng xa.
chút rau sống nha. Bún chả thì ra ngon nhất là ở thế sao? Nước chấm. Thế sao? Chị đang cảm nhận. Thì này ướp thơm đấy. Thơm hơn ở hàng khay à? À không phải hàng khay, cái hàng gì nhỉ? Hàng mành chứ. Em nghĩ là bún chả hàng mành lắm. Ờ, số 70 hàng mành đấy. Đó, hồi xưa mình hay ăn bún chả hàng mành và hàng quán. Tại vì đâu? Em thích bún chả hàng quán lắm. Anh ngày cho anh đi ăn tại vì chỉ là có tiếng thôi nhưng mà đến đây ăn thì... Chả ngon. Không ngon. Chết rồi, quên. Bà gọi cả nem nữa, quên gọi nem. Nem thì ngon lắm. Mình chắc mình không muốn cho mọi người ăn nem được. Mình sẽ ăn nem truyền thống hơn là nem cua. Ừ. Ừ. Đúng rồi, kiểu khi ăn hàng bún chả nào mà kiểu quấn nem truyền thống ấy. Ở đây là nem truyền thống ấy mà nem to. Tại vì nem truyền thống thì nó đúng là kiểu bún chả Hà Nội. Còn nếu nem cua bể thì nó thành bún chả Hải Phòng rồi. Ừ. Nem cua bể ăn mấy lắm. Mà nem cua bể thì bể lại còn to ấy. Cho có ăn cua không đấy? Cua không quá. Mùi cay quá. Này cho em ăn bún chả cả tháng ấy, ăn được ấy. Hồi xưa ấy chị không thích bún chả luôn. Bún chả không bao giờ ăn. Xong rồi một thời gian sau không hiểu có gì, ăn lại thấy ngon, thế là bây giờ lại thấy là bún chả. Nước chấm ra có vị nước chấm bún chả ấy. Ừ. Đặc biệt là ở đây các bạn có thể yêu cầu chủ quán không cho ớt. Ơ, mua cái này là tỏi băm với cả ớt để riêng mà. Xong rồi mình mới kiểu tự cho vào ấy. Mình nhận xét là thịt nướng ở đây rất là thơm mà nó còn thơm vị gì? Giòn. Thơm vị nướng. Sao giòn này? Giòn cái bì nó giòn. Giòn cái bì anh, nếu mà ví dụ ăn đấy chắc là nó sẽ giòn hơn nhưng mà về để nguội thì nó bị giảm đi một tí. Chả nướng ngon lắm. Ừ, bây giờ em mới thử. Chả tròn nhất nhỉ? Người ta gọi là chả băm ạ. À, chả băm à? Tao toàn gọi là chả tròn. Tại vì là nó không tròn. Thế nhớ người ta nặn nó bị méo hay gọi là chả méo à? Không, nó vẫn là. Ê Thủy ơi, chị thấy cái chả ấy mà ví dụ mà nướng kỹ hơn một tí ấy, thì ngon hơn đấy. Thì đấy chị sẽ order chả cháy đây này, có miếng chả cháy đây này. Chả cháy á? Gọi là chả kỹ, nướng kỹ. Chả kỹ, chả cháy. Chả cháy đúng rồi, nhưng mà nướng có khác. Thế rốt cuộc là chả ngon hay là chả... Nói chung chả là chả này cũng chả kỹ. Chả nướng cũng chả kỹ quá. Chấm ở đây vừa, không bị ngọt quá. Ừ, chúng ta hàng quạt nước nó bị ngọt. Có ấy. Nhiều chỗ hàng nước chấm ngọt quá, bị ngọt lắm. Và đặc biệt đây rau sống rất là tươi. Mà nó lại là, mà nó lại còn ướt nữa chứ, ướt là rau đã rửa. Thì mình nói cho mọi người biết một bí mật nhé. Chủ hàng bún chả là mẹ chồng mình. Mẹ chồng mình có quan hệ tốt với cả mấy cái cô ở trên chợ Long Biên ấy. Tức là nhiều ví dụ đầu mối. Sáng hôm nay làm đúng không, trên chợ đầu mối sáng nay làm đúng không, thì đêm hôm trước ở tầm 11-12 giờ bà sẽ đi mua rau bà sẽ đi mua rau. Rồi sáng ra thì bắt đầu là mọi người nhặt rau xong rồi rửa rau, tức là lấy rau rồi nó tươi ấy. Người lấy lúc nào với cả lúc nào cũng kiểu được kiểu để phần cho kiểu rau phải là rau ngon ấy. Tại vì nhá, em đi chợ với mẹ chồng em rồi, rau như cái mối rau cầm mà không ngon bà bắt đổi ngay. Ăn rau tươi biết rồi khá là không phải là vì của nhà người nhà mình mà mình khen nó, như tại bún chả đây ngon thật. Xong rồi hồi mà mình quen chồng mình xong mình mới biết mẹ chồng mình bán bún chả ấy. Xong kiểu từ đấy ngày nào mình cũng đoán bún chả ở hàng bún. Mọi à người, tại vì ngon. Nhà tao lên hàng bún ngon mọi người không biết thôi. Lần nào Thủy nó đi ăn bún chả rồi mẹ chồng nó về nó cũng phải ui ngon lắm chị ơi, hàng bún chả ngon không nào chị em mình đi ăn đi, phải đến 3-4 lần. Xong rồi lần hôm qua mình mới bảo Thủy là Thủy ơi mai sang thì nhớ ship bún chả ra cho bọn tại chị vì ăn thử nhé. Mọi người kiểu đi ăn ấy thì ở đấy ăn ngon hơn ấy, nhưng mà tại vì sao quá nên là nắng quá nắng nên vẫn phải là gọi về. Nhưng gọi về thì vẫn ngon. Ăn nếu mà gọi về mọi người có thể đun lại nước mắm ăn nóng lên sẽ ngon hơn, còn thịt thì nướng lại. Nhưng mà ấy mẹ chồng mình phải tầm 11 giờ mới có bún. Nhưng mà chỉ đến tầm 12 rưỡi 1 giờ kém ý là hết rồi. Em thiên bún chả kiểu... Thế là như nào? Tôi chỉ bán chỉ bán bữa sáng rồi á? Bữa trưa, bữa trưa rồi á. Ừ. Thế là phải đi sớm à? Mà mình rất thích ăn hàng bún chả nào mà kiểu nước chấm ấy, nước mắm ấy. Phải nóng hổi hổi luôn, chỉ thích ăn kìa. Người ta hay để trong nồi cơm điện. Nhưng mà bún chả mà nước chấm nguội thì là đã không thích rồi. Buổi tối lẩu đấy ngon. Biết mọi người đã ăn lẩu bình sê cô. Ờ bình sê cô nhỉ? Không phải bình cô này. Không ạ. Lẩu bình sê cô chuyên lẩu Thái. Không phải quảng cáo đâu, nhưng mà ở đấy ăn ngon thật. Nước chấm mà ngon ấy là có thể hút được như là nước canh ấy.
Nó không ngọt. Phải à? Ok. Tại vì chị Hải muốn toàn ớt vào bát của anh Huy mà. Anh Huy ăn ớt mà. Vớ vẩn, nhầm Huy rồi. Huy này ăn ít ớt lắm. Cuộc đời này đủ đắng cay. Em thích ăn bún chả với rau kinh dưới cực nhá. Chị đi ăn snack thôi. Snack ấy. Snack. Salad nhầm. Em thích ăn kinh dưới với cả salad. Rau này rau gì nhỉ? Tao quên rồi. À rau húng chó đúng không? No, húng bạc hà. Húng bạc hà. Hôm nay mua hai cái rau húng chó. Rau húng chó, rau khác à? Ừ. Húng bạc hà. Húng bạc hà. Em cứ nói hôm nay anh em hỏi về rau. Mày nói em cứ đang định nói, tự dưng anh hỏi về rau. Tao rất thích nhìn Hải cười nhá. Tại vì cười là có răng dính ở rau. À nhầm, rau dính ở răng. Đây là một trường hợp gọi là chơi với nhau lâu quá, thế là xong bị nói ngược. Cái gì? Chơi với nhau lâu quá. Chơi với nhau lâu quá. Mình đã định dừng lại rồi nhưng mà tất tưởng nhìn cái thịt. Thịt này ngon thật. Thịt miếng ấy ngon quá, em lại phải ăn tiếp. Ui, tao ăn hết ớt luôn rồi này. Nhắm thịt bát chỉ lắm. Tao ăn hết mấy miếng ớt luôn rồi này, kinh không? Này, về sau ấy, khi mà mẹ chồng em nghỉ hưu ấy, mẹ chồng em thủy. Biết là thủy cũng chẳng gì. Mẹ chồng em mà để lại công thức em sợ em không làm được ấy. Ngồi. Tại vì kiểu làm phải đúng nữa. Phải đúng tay người đấy làm ấy mới ngon, công thức đưa lại cả những cái vị giác khác đã làm được ngon như thế. Biết đâu được, biết đâu đấy, mẹ con trùng sóng hay sao? Sau này cứ thấy một thủy ngồi này thôi. Thủy quạt chả. Thủy chả. Điên à? Có người quạt cho, có máy quạt cho mình đứng bốc. Không, mày đứng cầm quạt là quạt cho Tú bán hàng ấy. Mua quạt. Mày cười cái gì đấy? Em muốn cười cảnh đấy. Đâu ông đang hướng em. Video sẽ kết thúc tại đây để đổi ca cho ba người khác vào ăn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã và tiếp theo dõi chương trình ăn trưa cùng chúng mình. Còn mình sẽ có nhưng mà không, cái giây phút mà cái video được up lên thì các bạn sẽ thành ăn tối. Không sao, các bạn ăn tối, chúng mình ăn trưa. Mà tao ăn nốt miếng thịt đã. À đúng, từ Hàn Quốc từ không, anh cho rau mồm mày xong rồi anh rớt một anh, cái mỡ anh, đi đâu rồi ý? Anh đây cho mình toi vào này. Đây rớt vào bát rồi. Xong rồi anh à. Chị phải để cả rau chai nghỉ nữa chứ. Ngọt chấm chấm đấy. Thế ăn đúng không ra thì có gì luôn á. Ừ, rau ngon quá. À chuối này, à không nhầm lá. Cái lá rong nữa, đang định kể câu chuyện lá rong. Thôi anh. Định kể câu chuyện lá rong nhưng mà thực ra đây là lá chuối. Đây là lá rong hay sao ấy? Lá rong là lá như nào? Ờ đây là rong, đúng, đây là tôi. Vì có lá rong nên tôi sẽ kể câu chuyện lá rong. Ở trên của anh ấy, nó gói bánh chưng là bằng lá rong đúng không? Thì ở đây, gói bánh chưng bằng lá rong mà. Nhưng mà đây này, trên qua nhé, lá rong rất là đắt nên là thường ấy là bình thường là lấy lá rong làm gói để gói đúng không? Trên quanh lá rong rất là đắt nên là lấy lá rong làm nhân và lấy thịt để gói bánh bên ngoài để cho nó đỡ tốn. Là mình ra hình dung một cái bánh gọi là thịt ở ngoài bên trong là chị lá. Chị đây đồng ý à? Ừ, có nghĩa là lá rong đắt quá không có tiền để mua nhiều lá rong để gói bên ngoài ấy nên là phải mua thịt lợn về để gói bên ngoài thay cho lá rong, còn lá rong làm nhân nghèo. Vậy là bọn mình đã có một địa điểm gọi một trải nghiệm. Không, địa điểm ăn bún chả. Bún chả ngon. Từ đây là trải nghiệm nhất. Đấy là ở 14 hàng bún giao với 13 hàng bún giao với giao chả giao gì cả? Chả giao gì cả? Nói chung là cứ để đi đến cái mạn hàng bún với Phạm Hồng Thái giới thiệu tìm hàng bún chả cái logo à có những cái biển lẩu Thái Bình Seco ấy. Mười ba hàng bún là nó là từ phía đầu đê đi vào gần nhất. Bán từ 11 giờ trưa các bạn ạ và đến khoảng tầm 12 rưỡi 1 giờ kém hết rồi. Sao kiểm sao đấy? Bán nhanh thế em ra nối ca bán tiếp đi, đang đông khách đấy. Phải không? Bán tại vì cái bún chả này bún chả mới ăn đến tầm phải đến 2 giờ ăn tầm trưa nhưng đến tầm đấy hết rồi. Nhưng mà đúng là buổi chiều ít ăn bún chả này. Hoặc kiểu hôm nào kiểu cùng lắm thì đến tầm nói chung là đến từ 11 giờ đến 1 giờ tầm tầm đấy. Nhưng mà khuyên các bạn là nên ra tầm trưa ấy, chứ đến đầu giờ chiều ra thì dọn hàng rồi. Còn nếu mà không trời nắng nóng này, tốt nhất mọi người gọi ship về ăn như bọn mình này. Hợp lý.
mỗi tội là nó gọi ship về ai mà có nồi chiên không dấu thì thả mấy cái chả để bảo quay 5 phút là nó lại nóng ngay mà. Và đun nước chấm lên là xong. Ừ, nước chấm thì đun thôi. So, thank you các bạn đã ăn trưa cùng chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video ăn gì, uống gì lần sau. Và các bạn nhớ like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Tại vì nhiều bạn xem nhưng mà kiểu chưa ấn subscribe kênh ấy thì nhớ ấn vào đâu, góc này thì phải. Góc này hoặc góc này thì đấy, hoặc góc trên. Góc này. Góc trên ý. Góc trên là nút chuông. Góc. Góc này. Có một bạn làm YouTube là không bao giờ xem YouTube. Nó ở dưới hết. Nó bằng hàng nhau ở cái chỗ nó chưa đăng ký ấy. Vậy. Wow. Nha. Yeah. Cảm ơn các bạn. Cấp bằng ơi. Bye bye các bạn. Chào và hẹn gặp lại. Vậy nữa. Nhanh. Nhanh. Đổi cách.